Xin chào các khán giả của King of Rap. Xin chào Rika và Pháo. Ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị bước vào vòng thi Cam Go là collab. Thì không biết là tâm trạng của hai bạn như thế nào? Lo và hồi hộp ạ. Không biết rằng là bài thi của hai bạn đã hoàn thành 100% chưa, đi sẵn sàng thi đấu chưa? Bài thi của em thì có phải sửa một chút về lyric. Thì thành ra là về cơ bản thì cũng đã xong được tầm khoảng 90% rồi ạ. Còn đối với Rika thì sao? Mà tâm trạng của Rika như thế nào? Mình đến với King of Rap thì đến bây giờ mình đã hoàn thành được những cái mục tiêu mong muốn của mình. Rất là vui và gặp Pháo ngày hôm nay và biểu diễn cùng với Pháo cũng là một cái vinh dự rất là lớn. Và đây sẽ coi như là một cái tiết mục trình diễn chứ không phải là một cuộc đối đầu nữa. Không biết rằng là nghệ sĩ mà hai bạn sẽ collab trong vòng thi này là ai? Thì mình cũng mới biết đến em bé Picky này qua TikTok thôi. Và cũng rất là thích những cái câu chuyện mà em ấy kể và cái hình ảnh tinh nghịch này, và cũng rất là vui khi được cùng trên sân khấu cùng. Thế thì không biết rằng là trình diễn cùng với một đứa bé thì có khiến cho Pháo gặp khó khăn hay không? Em cũng khá là nhỏ. Là cũng không nhỏ lắm đâu, nhưng mà em nghĩ là chắc là cũng không có khó khăn gì nhiều lắm, bởi vì thực ra thì em cũng tự thấy bản thân em giống như kiểu một em giống như kiểu một đứa trẻ con ấy ạ. Nên là chắc là cũng không có khó khăn gì lắm. Vậy thì hình ảnh thông điệp mà Pháo và Rika muốn chuyển đến khán giả thông qua cái phần trình diễn này là như thế nào? Trong verse của mình thì mình không gửi gắm nhiều những cái thông điệp vui vẻ gì cả. Nhưng mà đây cũng cái verse, những cái câu chuyện mà Rika với Pháo kể thì cũng gửi những cái lời nhắn đến các bậc phụ huynh, đó là ngoài việc cho các con học hành thì hãy dành thời gian quan tâm đến bọn trẻ nhiều hơn, và hãy để cho bọn trẻ được tận hưởng cuộc sống nhiều hơn và có những niềm vui về tinh thần. Đã là một ông bố rồi thì không biết rằng là Rika cũng có tự rút ra được cái kinh nghiệm gì hoặc là một cái bài học gì riêng cho bản thân mình để sau này mình tránh vấp phải hay không khi con mình lớn? Thật ra thì mình cũng mới làm bố được có gần 4 tháng thôi, nên là cũng chưa có nhiều cái kinh nghiệm về việc dạy con. Con đã tương tác lại được với mình đâu mà mình dạy. Nên là khi con lớn khôn đến đâu thì bắt đầu mình sẽ học hỏi đến đấy và sẽ chăm sóc con đến đấy. Về kịch bản của cái phần trình diễn đó thì không biết rằng là Pháo có thể chia sẻ thêm một tí mối quan hệ của Pháo và Rika trên sân khấu nó sẽ như thế nào? Thực ra là mối quan hệ của Pháo và Rika trên sân khấu chắc có lẽ là hai bố con. Và em sẽ là chị của em bé Picky. Ba bọn em sẽ là một gia đình. Và ở ngoài đời thật thì Pháo có là chị không hay là mình là con út ở trong nhà? Thực ra thì em là con một trong gia đình. Ngoài ra thì em còn có thêm một vài người anh chị họ và... Vậy thì cái trải nghiệm mình có một đứa em trong trong nhà, trên sân khấu, trong cái gia đình ba người trên sân khấu đó, với lại Picky, với lại Rika, thì Pháo cảm thấy nó như thế nào? Nó có khó khăn hay nó có thú vị gì với bản thân mình không? Có thú vị chứ ạ. Tại vì em cũng không nghĩ được là lần này là em sẽ được xếp cặp đầu với cả anh Rika, bởi vì thực ra anh Rika cũng là một trong những người mà em rất là yêu quý và một là một trong những người mà em mến mộ và tưởng tượng từ sao bây giờ mới thấy nói. Được biết rằng là các bạn đã làm việc với giám đốc âm nhạc Hội Anh trong một khoảng thời gian khá dài, từ các vòng thi trước và đặc biệt là ở vòng thi collab này làm việc chặt chẽ hơn nữa, thì quan điểm của hai bạn đối với là giám đốc âm nhạc Hội Anh như thế nào? Thật ra thì em cũng đã từng được làm việc với Hội Anh từ Sing My Song và một vài chương trình sau này nữa, và anh Hội Anh là người luôn ưu tiên đến mức tối đa về mặt nghệ thuật, và anh Hội Anh rất là tự tin trong việc giao bài. Các bạn thí sinh có những bạn không hài lòng về màu sắc hay là không hợp về cái beat này, nhưng mà anh nhất định là phải như thế, bởi vì là phải vượt qua được cái vùng an toàn của bản thân thì ở cái chặng đường này các bạn ấy mới phát triển tiếp tục được. Còn với Pháo? Em cảm thấy anh Hồi Anh là một người rất là tận tụy mà lo lắng và chăm chút cho sản phẩm của cả em, anh Rika. Chú ý đến từng câu, từng chữ, từng giai điệu, từng cách đi, cách đứng, từ ánh mắt nhìn. Đến top 20 rồi thì bây giờ các bạn có nhìn thấy rằng là ai là đối thủ đáng gờm của mình hay không? Thậm chí là ai mà có khả năng trở thành quán quân? Với mình thì mỗi phần trình diễn đều mình cũng luôn có một cái quan điểm sân khấu đẹp nhất là sân khấu tiếp theo. Nên là mỗi phần trình diễn đều là một cái thử thách, và đối thủ lớn nhất chính là cái màn trình diễn trước. Mình phải làm luôn luôn phải làm tốt hơn nó. Còn người vô địch của chương trình này là Pháo. Đấy. Đối với hai bạn thì King of Rap
nó đã ảnh hưởng, đã thay đổi năm 2020 như thế nào? Năm khá là đặc biệt, vừa là một năm mà nhóm Lộn Xộn có những cái bước đi đầu tiên về mảng hoạt động solo của từng thành viên, và King of Rap là một trong những nơi mà mình bắt đầu khởi điểm lại để chính thức trở thành một rapper solo. Và ngoài ra thì năm nay cũng là năm mà mình có đứa con đầu lòng, và việc di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để quay King of Rap thời gian này cũng khiến rất là nhớ vợ và con. Năm nay chắc cũng có lẽ là một năm may mắn của em, bởi vì thực ra thì do em là một người mới chơi rap và mới tiếp xúc với rap, và em rất là ít sân chơi cho mấy anh em rap, nhưng mà thật là may mắn khi mà King of Rap đã xuất hiện và cho em có một bước đi mới trong tuổi 17 này. Nếu như dừng chân ở bất cứ vòng nào của King of Rap hoặc là sau chung kết của King of Rap thì trở về với cuộc sống đời thực, thì Pháo và Rika sẽ như thế nào, sẽ làm tiếp những công việc gì, hoặc là mình có một cái kế hoạch nào đó mới mẻ hơn được thay đổi từ King of Rap không? Chắc chắn rồi, sau chương trình trở về thì mình sẽ lại trở lại với cuộc sống bình thường của mình, sẽ tiếp tục chăm sóc gia đình nhỏ của mình, tiếp tục làm những sản phẩm riêng, dự án riêng cá nhân của mình, tiếp tục với công việc và tiếp tục trở lại với nhóm Lộn Xộn. Em cũng thế, em vẫn sẽ tiếp tục công việc học của em và bao gồm cả làm nhạc. Tính đến thời điểm hiện tại thì khi mà các bạn đã có những phần trình diễn được đăng lại trên mạng xã hội và nhận được những cái bình luận tích cực có, tiêu cực có từ khán giả, thì đối với Pháo và Rika thì mình có thường xuyên đọc những cái bình luận góp ý đó hay không, hay là mình sẽ chỉ thể hiện tập trung vào những cái phần thi của mình thôi? Có, thực ra là em có đọc sơ qua. Em có đọc sơ qua một vài bình luận hiện ở ngay trước mắt em thì em đọc. Thực ra thì cũng không thể nào mà đọc hết được, tại vì thực ra là nó hơi khá là nhiều. Thực ra thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Và cái em nghĩ là em cần tập trung cho vòng thi tiếp theo. Mình đọc nhiều lắm. Có hôm nào rảnh ngồi đọc hết cơ, bởi vì thật ra vui mà. Ngày xưa mình lúc mình chả biết gì, mình mới tập tành chơi internet, mình cũng lên mạng mình chê ông này nó chán ông kia thế nọ thế kia, bởi vì là mình comment mình có mất cái gì đâu. Nên là họ có bên là việc của họ thôi, và mình đọc mình thấy rất vui vì điều đấy, bởi vì là khi mình đến với King of Rap thì các bạn trẻ đón nhận mình, công nhận mình, nên mình không cần quan tâm đến ai sẽ công nhận nên được mình hay không nữa. Các bạn có thấy rằng là rap nó quá kén chọn khán giả để thưởng thức hơn so với lại V-pop hay không? Bởi vì không phải là ai cũng nghe được, mình nó gọi là, mình nói thẳng ra là nghe kịp được những cái ca từ của mình, rồi ai cũng có thể thẩm thấu hiểu được nó, nhất là những ca khúc mà nó mang đề tài về xã hội chẳng hạn. Chứ nó không chỉ đơn giản, trong khi V-pop thì những ca khúc tình yêu sẽ dễ catch được đến với là khán giả hơn. Thì các bạn có thấy là mình lựa chọn một con đường quá khó khăn đối với bản thân, mà chưa chắc gì mà những người xung quanh họ cũng cảm thấy là có thiện cảm đối với rapper không? Em thì lại nghĩ là những năm gần đây thì rap ở Việt Nam đang rất là phát triển và trở thành một dòng nhạc như một dòng nhạc đại chúng luôn nữa. Như kiểu Sơn Tùng, MTP, Đen Vâu hay là Binz, nói chung là họ cũng là những ngôi sao hạng A, ngôi sao hàng đầu, và nhạc của họ cũng thịnh hành, cũng là những bài nhạc hot nhất, cũng không kém một nghệ sĩ nào trong showbiz cả. Nên em nghĩ rằng là cái việc rap đang phát triển này nó sẽ làm cho tất cả những người như bọn em có những cái động lực để phát triển hơn, có nhiều sân chơi phát triển hơn, và có nhiều cái sự cạnh tranh hơn, và từ đó nhạc nó phát triển lên, chứ em nghĩ là nó không hề kén chọn nữa. Còn với em thì ngay từ những lúc ban đầu thì mình cũng không có suy nghĩ quá sâu về cái việc mà đây là sẽ bị kén người nghe. Mình đâu có suy nghĩ quá sâu đâu, chỉ đơn giản là vì mình thích thôi. Và khi mà mình đã gắn bó một khoảng thời gian khá lâu rồi thì thực ra là đến cái những lúc như thế này mình cũng không quan tâm lắm. Cặp đấu nào trong top 20 này mà các bạn mong chờ để xem nhất, sự kết hợp nào? Cặp này thì mình sẽ mong đợi rồi, nhưng mà các bạn muốn xem cặp nào biểu diễn? Ngoài cặp này ra thì mình rất tò mò cặp chị Cả và Color, chị Áo Hậu và anh Jacko. Ngoài ra thì hôm nay mình có hóng hớt các beat, các bài bài thi của các thí sinh ấy, thì mình thấy bạn Linh Thụ được giao làm bài Từ Đó Văn Mạnh Quỳnh, mình cũng rất là hồi hộp, không hiểu bạn ấy sẽ làm gì, vì mình biết là Linh Thụ là một người rất là hài hước, rất là thú vị, âm nhạc rất là vui vẻ,
Nên là với một cái bài nhạc mà nó cũng có một cái nội, câu chuyện rất là có sức nặng như này thì không biết Linh Thuận sẽ làm gì mà mình rất là tò mò. Thực ra thì cả 10 tiết mục đều chia theo là mỗi một hướng, mỗi một màu, mỗi một thể loại khác nhau. Thành ra là tiết mục nào cũng háo hức. Anh háo hức là tiết mục của chị Cả. Đúng, chị Cả với Color là cái nền beat cải lương. Hay là Rick Choi và Gizmo. Gizmo sẽ là opera. Rất là háo hức và đón chờ. À, cảm ơn các bạn đã đến giao lưu cùng với các khán giả của King of Rap và chúc cho phần thi collab của Pháo và Rika sẽ nhận được sự hưởng ứng từ người xem cũng như là điểm số cao từ các mentor của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người và đây sẽ là tiết mục hay nhất của vòng thi tiếp theo.